đường này không? Lẽ ra phi một phát lên kia kia, nhưng mà người ta không cho phép. Đúng rồi, mọi khi chỗ này thấp như là mình đất này, chắc là khi chậm lại. Quay đoạn xem đoạn này nó dốc ấy. Đúng rồi, ngày xưa anh sửa một cái máy máy xúc vào cái đàn này này phải hàng trăm con nữa đúng không? Ừ. Đây. Anh quay. Đó đi mình cứ làm thế nào. Lại trơn rồi, mưa một tí lại trơn rồi. Cát thôi, cát là dễ nhanh hơn. Lắm.